Ok, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình ngày hôm nay. Hôm nay là một clip mình khá là rảnh rỗi nên mình sẽ ngồi trao đổi với các bạn một số vấn đề cũng xung quanh về cái việc anh em chúng ta chơi xe như thế nào. Những cái vấn đề là những vấn đề mà mình tổng hợp lại từ trước đến nay mà mình cảm thấy bức xúc, mình cảm thấy khó chịu á, mà không thể nào mà nói hết bằng những cái ngôn ngữ typing được. Nên hôm nay mình sẽ có một cái clip mình tổng hợp mình nói về những cái vấn đề này. Trước tiên thì mình xin lỗi các bạn nếu mà chất lượng camera nó không tốt, mang lại trải nghiệm cho các bạn không có được gọi là hay lắm. Thì mình đang quay bằng camera điện thoại ở trong cái phòng của mình thì nó hơi tối, nên cái việc mà các bạn xem video á, nó sẽ không được gọi là viên mãn lắm. Nên có gì bạn thông cảm giùm mình ha. Ok, bây giờ anh em chúng ta đi vào chủ đề chính nha. Thì nhắc đến chơi xe thì cái việc đầu tiên mà chúng ta quan tâm đó chính là con xe. Mình đã từng gặp qua những trường hợp thế này, là chiếc xe của mình đang sử dụng, đặt cái sự tâm huyết của mình vào để mình chơi, mình độ nó, mình chạy. Ok, có nhiều người sẽ khen, có nhiều người sẽ chê, nhưng chắc chắn cái gu thẩm mỹ của mỗi con người chúng ta nó sẽ có những cái gọi là cái giới hạn, chứ không phải là chiều lòng hết tất cả mọi người xung quanh. Cái con xe của các bạn đang sử dụng ha, các bạn không có nhu cầu bán, mình nhấn mạnh là các bạn không có nhu cầu bán hay trao đổi hay giao lưu gì hết. Cái điều tế nhị nhất của anh em chúng ta trong giới chơi xe đó là xe của người ta đang chạy, đang sử dụng. Đừng có nên lại mà nói là bán xe cho tôi đi. Thật sự nghe nó, các bạn nghĩ nó là xe không là vấn đề gì, nhưng trong giới chơi xe, cái việc đó là cái việc rất là tế nhị mà chúng ta không nên làm. Và những cái người mà trong trường hợp đó người ta cảm thấy khó chịu, người ta hiểu về vấn đề đó, nếu mà lịch sự thì người ta sẽ từ chối thẳng hoặc là từ chối khéo gì đó. Còn nếu mà người ta cảm thấy khó chịu mà người ta không thể nào mà người ta nhịn được thì người ta có nhiều thứ nó mình không thể nào kiểm soát được. Còn riêng mình thì mình cũng có nhiều anh em quan tâm đến mình, hỏi về chiếc xe của mình luôn luôn từ chối khéo rồi. Các bạn không cần phải nói như vậy, khi mà người ta có nhu cầu bán thì tức khắc người ta sẽ đăng bán, người ta sẽ rao bán và các bạn sẽ biết cái điều đó. Nên chiếc xe mà người ta đang sử dụng á, mình không nên hỏi những điều đó. Về sâu xa hơn thì nó là một cái điều kiêng kỵ, cấm kỵ, không nên. Nói sâu về tâm linh đó các bạn, là điều đó là không nên. Còn các bạn tự hiểu như mình những cái không nên đó nó sẽ như thế nào, một chiếc xe như thế nào mà người ta kêu bạn bán. Nói về tâm linh nó là như vậy đó các bạn. 2000 years later. Ok, rồi vấn đề thứ hai thì mình cũng rất là khó chịu, và vấn đề này mình gặp nhiều hơn rất nhiều so với vấn đề trước. Là các bạn biết cái thói quen của mình là mua xe xong mình mang xe đi độ, gắn những cái món đồ chơi, đúng không? Thì có một số anh em nhắn tin trên Facebook của mình, nói thẳng là hơi phiền luôn đó các bạn, mà nói rất là nhiều từ ngôn ngữ về cái việc là bạn bán món đồ chơi đó cho tôi đi, tôi đang rất cần cái món đồ chơi đó, bạn bán cho tôi đi. Nó cũng giống như các bạn hỏi về việc là chiếc xe người ta đang chạy mà bán cho bạn vậy. Phải, thì cơ bản thì cái món đồ chơi nó không phải hiếm có quá. Tại vì những cái món đồ chơi của mình, ok, chấp nhận sẽ có những món mình đầu tư, mình thời gian mình săn, nhưng mà nó không phải gọi là quá hiếm để chúng ta khó tìm. Chỉ cần các bạn muốn mua nó, đúng không? Các bạn có tiền thế nè, các bạn có tiền trên tay, các bạn chỉ cần lên group nè, lên những cái hội nhóm các bạn tham khảo, các bạn tìm hỏi mua, chắc chắn sẽ có người bán cho các bạn. Đồ chơi nó không thiếu, mình ví dụ như là heo randall, đĩa raffer, dây dầu heo, rồi cùm anchor chẳng hạn, hay là bô MIVV chẳng hạn. Những cái món đó là nó không phải gọi là hiếm để chúng ta có cứ vòi vĩnh người khác bán cho mình, mặc dù người ta không có muốn bán. Nhắc đến đây có một câu chuyện rất là vui. Có một ông bạn đó vô tình ông lại biết số điện thoại của mình. Mình không hiểu lý do tại sao ông biết số điện thoại của mình, mà ông ở rất là xa, ở mình nhớ không lầm là ở Hà Tiên hay như thế nào, ở Kiên Giang hay như thế nào đó. Thì cái phép lịch sự tối thiểu lúc đó là trước 7 giờ sáng mà anh đó anh gọi cho mình, bắt buộc mình phải tư vấn cho ảnh về cặp phụ. Ok, ai hỏi mình cũng trả lời hết các bạn, nhưng cái việc mà mình phải xem cái múi giờ như thế nào nó hợp lý để mà mình gọi người ta. Chứ trước tầm 6 giờ mấy mà các bạn gọi ở Sài Gòn 6 giờ mấy là cái giờ quá sớm để các bạn có thể nhờ vả người ta làm một cái điều gì đó, trừ những trường hợp cấp bách, trừ những trường hợp mà bạn với người ta phải có một cái sự liên kết thân thiết nào lắm đó. Còn cái này thì anh đó anh gọi cho mình vào lúc 6 giờ mấy thì mình cũng ok. Mặc dù mình không vui thật nhưng mà mình cũng tư vấn rất là nhiệt tình. Sau tư vấn tầm 15 phút thì anh đó nhắn tin Facebook của mình 1-2 đòi bán cho anh đó cây phục YSS Gearbox trước đây mình gắn trên con SH220. Mình bảo rất là cụ thể là em không có bán, tại vì phục này là em đang sử dụng trên xe, anh có nhu cầu thì anh có thể lên YSS Việt Nam nè, hay những cái hệ thống khác anh mua mới đi, hay là anh chịu khó săn cũ lại cho em, không có nhu cầu bán. Thì anh 1-2 là anh buộc mình bán, ổng rất thích cây phục của mình. Ok, mình cảm thấy khó chịu, ok thì mình nói cái phục này em mua là 6 triệu, nếu anh mua thì em sẽ bán cho anh 5 triệu, em sẽ bán cho anh 5 triệu, vì em chỉ gắn chưa được 1 tháng thôi. Thì các bạn biết ổng trả giá bao nhiêu không? Ổng trả giá là 3 triệu cho cây phục YSS Gearbox mới gắn 1 tháng. Trời ơi, cái cảm giác của mình rất là ức chế, bạn hiểu không? Phá giấc ngủ của mình cũng nhiệt tình hỗ trợ. Cái món hàng mình không muốn bán mà lại phải bán, phải buộc mình phải bán cho họ. Và cái giá đưa ra là 3 triệu. Phải. Đó là một trường hợp mà mình trải qua trong cái cuộc đời mình làm YouTube, nó rất là khó chịu. Nói thật, mình nhận được cái câu trả lời đó mình cũng rất là bình thường. Mặc dù mình rất là khó chịu nhưng mà cách mình nói chuyện rất là bình thường nha. Tại vì cơ bản mình lịch sự với họ thì họ lịch sự với mình. Với cái quan điểm của mình đối nhân xử thế không có gì phải khó chịu cả. Cứ thoải mái, làm sao cho bản thân mình cảm thấy thoải mái nhất là được. Không có vung tay vung chân, cũng không có vung lời vung lẽ để mà nói người ta, mặc dù người ta có sai với mình đi chăng nữa. Đó là một trường hợp mà các bạn không nên làm nha. Ok, quay lại trường hợp tiếp theo là trường hợp thứ 3 mình muốn chia sẻ với các bạn. Trong quá trình mình gặp phải, có rất nhiều anh em từ trước đến nay hỏi mình, nhắn tin Facebook của mình để mà nhờ mình tư vấn về bô độ nè, phục nè, cùm phanh nè, rồi đèn đớm các kiểu. Là hầu như là ai mà đến từ kênh YouTube của mình thì mình đều rất là nhiệt tình để mà tư vấn. Tại vì cái quan điểm của mình á, nếu mà mình không tư vấn người ta thì mình làm clip làm gì, đúng không? Mình đã có làm clip, người ta đã xem clip của mình và người ta muốn hỏi chuyên sâu hơn thì cái nghĩa vụ của mình là phải tư vấn thêm cho người ta. Nó không có mang lại lợi ích gì cho mình hết, nhưng cái đây là cái sự chia sẻ giữa anh em biker cộng đồng chơi xe với nhau, nó cũng không là gì. Mình cũng sẵn sàng dành thời gian của mình để cho các bạn. Nhưng có một số bạn á, mình thật sự mình rất là khó chịu và không thể nào mà hiểu được cái vấn đề. Cũng có một trường hợp thế này, những cái món đồ chơi mà mình đang gắn trên xe, đang sử dụng luôn, cũng lại hỏi mua theo dạng mua cũ. Mình hiểu rằng các bạn muốn mua cũ để tiết kiệm chi phí, nhưng khi mà các bạn muốn mua cũ, người ta báo giá xong các bạn lại im lặng xin, mặc dù người ta không muốn bán. Một người người ta cần bán, chắc chắn người ta sẽ bán với các bạn một giá rất là steal. Còn một người người ta đang sử dụng mà các bạn lại yêu cầu người ta bán món hàng đó cho các bạn thì dĩ nhiên cái giá nó sẽ là không steal. Nhưng đối với mình đó, mình không phải là hép giá. Ví dụ như cái bộ heo Brando mình gắn trên con SH29 nè, đĩa King Speed rồi dây dầu thì nguyên cả bát luôn, thì nguyên bộ đó mình báo giá chỉ có 7 triệu thôi các bạn. Các bạn nên nghe kỹ nha, chỉ có 7 triệu nhưng mà mình không có nhu cầu mình bán nha. Thì bạn đó lại xin và không trả lời. Mặc dù trước đó hỏi mình tư vấn về heo, dầu, đĩa rất là nhiều. Mình tư vấn ở đây với cái vai trò của mình đó là mình muốn share kinh nghiệm của mình, chứ mình không có muốn là, không có nghĩ là mình tư vấn vậy được bạn ấy phải mua của mình. Đâu có, mình đâu có nhu cầu để mình bán đâu các bạn. Mình chỉ tư vấn thôi. Thì đang tư vấn trên đà đó thì bạn đó sẵn tiện, anh có, anh bán cho em đi, anh bán cho em đi, anh bán cho em đi. Mình báo giá 7 triệu nguyên cái combo đó. Lại xin tin nhắn mà không hề trả lời mình, cũng không có một câu nào đó gọi là cảm ơn luôn. Đó là cái điều rất là khó với mình. Ok, rồi bạn đó nhắn tin cho mình lại lần 2, mình vẫn trả lời tiếp. lần 3 cũng y chang cái tình hình như vậy luôn các bạn. Lần 2 là hỏi cái bô, lần 1 rồi đúng rồi, lần 3 là hỏi cục phanh cục thắng gì đó cái kiểu, cũng y chang cái bài như vậy. Thì thật sự các bạn, chúng ta nên dừng ở một cái mức độ nào đó để mà anh em có thể nói chuyện với nhau cách hợp lý. Người ta dành thời gian của họ cho bạn để tư vấn cho bạn thì bạn nên dành cái sự lịch sự tối thiểu cho người ta, đơn giản như vậy thôi. Mình chỉ cần như vậy là được rồi. Còn đối với quan điểm của mình, nhất quá tam là mình sẽ không nói chuyện nữa. Cái này mình nói thẳng, thử đặt vào trường hợp của mình, gặp cái trường hợp giống như mình đi, các bạn cảm thấy khó chịu không? Mình xin nhấn mạnh lại một điều, các bạn mua đồ cũ với giá steal chỉ khi mà người ta cần bán cái món đó cho bạn rất nhiều. Còn khi người ta đang sử dụng cái món đó thì bạn đừng đòi hỏi người ta bán cho bạn với cái giá steal. No. Việc mà có nhiều rất là nhiều anh em nhờ mình tư vấn về đồ chơi, thì cái sau cái buổi tư vấn của mình á, mình không có nhận được cái gì từ anh em. Anh em cũng đâu có donate, chuyển khoản cho mình hay là ủng hộ tinh thần mình. Mình không bao giờ kêu gọi anh em làm những cái điều đó. Mình cũng không hề kêu gọi anh em cho mình hay là tặng mình cái gì cả, không hề luôn. Cái điều mà mình muốn cuối cùng khi mà chúng ta đã trò chuyện xong, mình đã dành thời gian cho các bạn xong á, thì các bạn nên cho mình xin, cái này mình xin 2 chữ cảm ơn, để mình cảm thấy mình có lại cái gì đó từ các bạn. Có một số bạn mình tư vấn rất là cực lực luôn, tại vì mình rất là lo ngại một người mà chơi xe mà không biết gì á, để rồi làm những cái độ này độ nọ độ kia, rồi sau đó lại tốn tiền tốn kém. Thật sự mình rất là sót những cái việc đó. Bản thân mình là người bị rất nhiều, mà khi tư vấn xong xin không hề cảm ơn một cái nào luôn nha các ông ơi. Tối thiểu của cái sự lịch sự chúng ta nên làm là như vậy. 2000 years later. Rồi. Cái điều tiếp theo nữa, điều số 5 là có một số bạn nhắn tin hỏi mình về cái cùm phanh này, rồi bô này kia nọ nè, nhờ mình mua giùm nó giùm. Mình khẳng định với các bạn một lần nữa là mình không kinh doanh mua bán gì trên mảng đồ chơi xe này hết. Cái công việc của mình á, nếu mà anh em mà follow YouTube mình xem á, thì anh em biết rất rõ về công việc của mình là gì. Còn mấy việc kinh doanh mua bán á, nếu mình có là mình sẽ đăng bán hẹn hoi, chứ mình không phải như vậy. Còn cái này là anh em cần, anh em nhờ thì mình sẽ làm giúp anh em, phụ anh em. Mình cũng không có tính công cán hay gì. Thì có một số anh em lại nhắn tin hỏi mình về những cái món đồ mà mình lên á, và muốn mua những cái món đồ đó. Mình đều nói rất cụ thể về giá, cái đó là bao nhiêu, cái bô này giá là bao nhiêu, cái cục tay phanh tay thắng đó mình mua đó giá là bao nhiêu. Tư vấn xong hết. Mà khẳng định là mình không có bán mấy cái đó nha. Các bạn mua thì mình báo giá để cho các bạn nắm thôi, chứ không phải là mình bán những cái đó. Tư vấn xong hết rồi hỏi mình mua ở đâu, rồi mình trả lời xong. Có một số anh em lại xin, không trả lời lại mình, cũng không cảm ơn. Còn một số anh em thì thôi em không đủ tiền đâu. Nếu các bạn không đủ tiền á, mình nói thật, cái này không phải là mình không phải là người bán, nhưng nếu mà mình người bán á, mình rất là khó chịu luôn. Mình không phải người bán, mình là khó chịu. Người ta đã báo giá cho các bạn từ đầu rồi, mà nếu các bạn không đủ tiền thì các bạn có thể cancel từ ngay lúc đầu đi. Còn cái này á, mình ta báo giá cho bạn, rồi bạn lại hỏi thêm về cái món đó, rồi bạn lại hỏi mua ở đâu, rồi xong xuôi các bạn chốt là em không có tiền, em không, kinh tế em không đủ chơi những cái món đó. Không hiểu. Đó là những cái mà mình đã từng gặp, từng trải qua. Thì mình mong là các bạn nằm xem kênh YouTube của mình á, chia sẻ, san sẻ với mình những cái điều ở trên, chứ thật sự mình rất là, có nhiều lúc mình cảm thấy rất là buồn về những cái việc đó. Ok, nhân tiện mình báo luôn với các bạn là chiếc xe của mình đã bán rồi nha, đã có người cọc, đã chốt deal rồi nha. Chốt deal chưa tới 12 tiếng đồng hồ đã có người chốt deal rồi. Đừng có ai bảo mà xe tôi độ mà không ai mua. Xem lại những video trước đi, tôi bán rất nhiều chiếc rồi. Bây giờ mua chiếc gì tiếp theo ta? Thôi, ba anh em trước đi, rồi mua chiếc gì tiếp theo tính sau. Bye.